anh em coi có mình nổi tay quay nha. Nồi Dinh Thái. Chào anh em quay ít nha. Giới thiệu với anh em cấu hình làm bộ nồi Thái. Xe này thì chạy bị tình trạng là tuột nồi, ly nồi rồi. Sau này mình sẽ cho anh em tham khảo mình cái nồi cũ rồi mình đi với anh em mình cái nồi mới nha. Rồi, phần cái nồi cũ thì bố sắt là bị cháy đen thui không còn độ bám nha. Anh em thấy phần sắt màu bị cháy đen thui rồi. Đó. Đây, bố sắt cũ xe đi với sắt lô dẫn đến tình trạng là bào bố và tuột nồi nha. Đó, mình sẽ đi giải sắt Dinh Thái chủ xe luôn. Rồi, phần cái nồi ba càng trước thì bị tình trạng là sọc chuông nha, sọc chuông và chai bố. Đây, phần cái nồi cũ thì mình bỏ hết luôn. Mình sẽ đi lại cái hình cái nồi mới cho anh em. Nguyên bộ nồi cũ là mình bỏ lại hết đây nè ha. Đó. Đây, chuông bị sọc hết nha. Bố thì bị là tình trạng là mòn chai rồi, không còn đồ bám nữa. Mòn chai ngắt hết nha. Đó. Cái phần cái bộ nồi mới mình sẽ đi cho với anh em là full bộ nồi Thái luôn, đầy đủ cho anh em nè, gồm phần chuông nè, chuông nồi Dinh Thái nè, với sơn nguyên trắng đẹp nha, full mới chủ xe luôn. À, đi full cho anh em là phần là ba bố Thái nha, bố Dinh Thái. 1 2 3 full bố Thái không dán bố nha. Đó. À, phần cái bộ nồi sau mình đi chủ xe combo là ba sắt Dinh Thái nè, đó trắng đẹp trong khi nha, 1 2 3 full mới vô xe đó, và đi combo bố Thái luôn, combo là ba bố Dinh Thái nè, trắng đẹp nha, 1 2 3 ha, bốn là bố Dinh Thái đó. Mình đi bố bản lớn mình chủ xe, không có đi bố bằng nhỏ nha, và sắt Dinh Thái. Còn cái phần cái lò xo mình sẽ đi lại chủ xe là bốn lò xo nào mới luôn, lò xo cũ mình bỏ nha đó. Anh em muốn làm cái hình bộ nồi Thái với chiếc quay ZX thì ghé bên độ xe Việt Nam, mình sẽ lên cho anh em bộ nồi ấy chạy bền nhẹ xe bóc nha. Rồi, chào anh em. Chào anh em quay ZX nha. Giới thiệu với anh em cấu hình làm bộ nồi Thái. Xe này thì mình đi full nguyên bộ nồi Thái luôn. Thì đầu tiên mình sẽ cho phần cái lá bố nồi, phần cái đế nồi nha. Combo gồm là 4 bố, 3 sắt và 4 lò xo nồi. Rồi mình tiến hành cho phần bố, phần cái chuồng heo nồi để định tâm cái phần lá bố nha. Sau khi cho phần cái chuồng heo nồi mình sẽ tiến hành là cho 4 lò xo nồi mới vô. Rồi tiến hành là cho 4 cái lò xo nồi vô ha, thì anh em nhớ để lưu ý để chiều lò xo chiều lớn nằm dưới còn ở chiều nhỏ nằm trên nha. Tiến hành là siết đều 4 lò xo, nguyên tắc mình sẽ siết đều từng con một nha, và đối chiếu nhau, con này sẽ đối chiếu con kia nha anh em. Sau khi siết xong mình tiến hành là định tâm lò xo nồi, đó là xo nồi em phải định tâm lại để cho nó thẳng thớm, mình cắt cô nhân ngọt nha. Con này thì mình đi là nồi Dinh Thái chạy bền nhẹ xe, đó có hình của thằng chiếc quay ZX nha anh em. Đó. Sau khi mình lắp ráp cái nồi ở sau xong, mình tiến hành là cho cái phần cái nồi sau quay lại cái phần chuông nồi trước vô nha nè. Rồi mình tiến hành là cho phần cái bộ nồi sau quay lại cái chuông nồi trước vô nha em ha. Tiến hành là cho phần cái bố càng nồi sau vô. Trong cái bố càng mình sẽ cho cái khâu nồi nha, khâu nồi nồi trước. Đó. Rồi mình tiến hành là cho cái lồng đền nồi sau tán nồi sau, lồng đền nồi trước tán nồi trước. Nồi trước thì còn có lồng đền chặn phe, lồng đền outside tán nồi trước nha nè ha. Còn cái nồi sau sẽ có lồng một lồng đền dày với lại là phần cái tán nồi sau. Rồi tiến hành siết đều nắp nút ly tâm gồm 3 con tán ha, anh em lưu ý siết đều 3 con nha, trong đó có miếng răng ở giữa ha, đó không để miếng răng ở giữa nó bị tình trạng là lòn nhớt nha, nếu nó lòn nhớt thì sẽ bị là lớp bê dên của anh em ha. Rồi mình tiến hành là vặn cái máng nhớt rồi cho còn muỗng nữa, tiến hành là test cho anh em ha, full có hình bộ nồi Thái và những chiếc quay ZX nha. Rồi cảm ơn anh em quay ZX. Test nhẹ cho anh em coi có hình nồi Thái chiếc quay nha, có hình làm full nồi Dinh Thái nha, chạy bao bền thì xe vô xe luôn đó. À, mình làm phun nồi trước nồi sau nha, thay phun chuông bố bát càng, bố sắt lò xo nồi sau, chạy bây giờ rất là nhẹ xe bóc nha, đó không có sợ bị tình trạng tuột nồi ha, bao giọt nhẹ cho anh em ha, quá ok, quá nhẹ nhàng cho anh em, phun có nồi Dinh Thái chiếc quay ZX nha. Anh em quay ZX mà muốn làm nồi thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam, mình làm xong sẽ test cho anh em đầy đủ nha. Nhẹ xe đó, quá nhẹ nhàng, quá ok, bao giọt ha, quá ok nha ha, phun Dinh nồi Thái, bố Dinh Thái nha, không đi bố lô, bố sắt Dinh Thái luôn, chạy bao bền cho anh em đó, bao giọt nhỏ cho anh em ha, quá ok, quá nhẹ nhàng, bao giọt cho anh em đó. Mình làm xong sẽ viết hóa đơn rất là đầy đủ cho anh em để cho anh em có một con xe chạy ưng ý nha, bao em đi chạy đi chơi đi tour đi phượt mạnh bền. Mình chuyên dòng quay nguyên bộ nồi luôn, bao ok. Rồi cảm ơn anh em quay rất nhiều nha, anh em có nhu cầu thì ghé ủng hộ bên độ xe nha, quá nhẹ, quá ok nha anh em. Rồi chào anh em.